Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào tất cả mọi người. Kính chào ban tổ chức của chương trình Tuổi Trẻ Đam Mê và Khát Vọng. Hôm nay thì là một học sinh trong khóa học của Tuổi Trẻ Đam Mê và Khát Vọng, Long Quang xin đúc kết lại cuộc đời mình. Thì cũng như mọi người, từ khi sinh ra cho đến năm 18 tuổi, thì theo cái nếp học, nếp giáo dục truyền thống của Việt Nam, thì bản thân Long Quang là một người cũng không hẳn là chăm học và không có nhiều thành tích tốt trong học tập, chỉ học để cho đối phó và học với đúng như thầy Quân hay nói, đó là học vẹt, không có sự tư duy và không có sự đúc kết về việc học của mình và không xác định được rằng mình học để đi về đâu và học để làm gì. Kể cả đến khi mà thi đại học thì cũng thi đại học, nhưng mà khi đó thì thi đại học ngành mà hot nhất ở Hải Phòng đó là ngành đi tàu, lái tàu biển. Thì Long Quang cũng nghe theo lời khuyên của bố mẹ và những người thân và mọi người xung quanh, thì cũng đăng ký thi vào hàng hải, khoa lái tàu, học được một năm, học được một năm, hơn một năm thì Quang quyết định là thi đại học lại một lần nữa, cố gắng thi lại một lần nữa. Nhưng mà thi lại thì cũng không thành công, theo sở nguyện nhưng không thành công. Thì đến năm 2011 thì có nhân duyên nào đó, vào thời gian hè, tự nhiên có một cái điều gì đó thúc đẩy trong tâm mình muốn vào chùa ở để thử rèn luyện mình. Ban đầu thì cũng không nghĩ là xuất gia, nhưng mà vào chùa ở để rèn luyện mình, để dậy sớm, để gì, để có thể làm những cái việc để mình tích phước. Thì với suy nghĩ như vậy, mình vào chùa ở từ năm 2000, mùa hè năm 2011 và bắt đầu ở. Khi mà vào chùa thì thấy cuộc sống bình dị, phù hợp với con người của mình. Bởi vì Long Quang tự nhận thấy rằng là mình vốn là một con người hướng nội, và thấy rằng cái cuộc sống đó phù hợp với mình, thấy cuộc sống đó phù hợp với mình, và từ đó trở đi thì mình quyết định là ở chùa. Và hai năm sau xin thầy xuất gia. Khi đã xuất gia rồi thì đó cũng là cái điều may mắn cho bản thân Long Quang, khi mà được học và thực hành trong theo giáo lý của Đức Phật dạy, và sống trong môi trường tam bảo gồm có Phật, Pháp và Tăng, là những là vị thầy của mình, vị thầy bổn sư và các huynh đệ đồng tu. Thì đó là cái điều may mắn cho bản thân Long Quang, khi thấy rằng là mình được tiếp xúc với tam bảo, với ba gốc từ những cái năm mình còn 20-21 tuổi. Thì đó là điều rất là đáng quý và là cái nhân duyên mà mình luôn trân trọng. Và cũng là cái nhân duyên đó, từ đó đến bây giờ thì mình vẫn luôn tâm nguyện xuất gia. Nhưng mà khi mà vào xuất gia thì tất nhiên là nhờ học những cái điều căn bản như uy nghi này, trong chùa này, thời khóa sáng tối này, rồi những cái bài cảnh sách này, dân dạy con người ta về cách tu tập, suy nghĩ hàng ngày, rồi những cái bài kệ tỳ ni để nhắc con người ta từng cái chánh niệm, khi thức dậy thì ra sao, khi bước chân xuống giường thì như thế nào, phải khởi được tâm từ bi và phải có trí tuệ trong mọi hành động để giữ được chánh niệm. Thì nhờ cái nhân duyên mà ở chùa như vậy thì mình cũng tôi rèn luyện được cái vòng tròn thứ nhất, vòng tròn là từ tâm, để phát triển ba gốc, đó là trí tuệ, đạo đức và nghị lực, và trong nhà Phật nói là giới, định, tuệ. Đó là ba điều mà bản thân mình nhờ ở trong chùa, nhờ xuất gia mà mình có thể rèn luyện được. Và sau đó thì ở chùa thêm hơn một năm nữa thì Long Quang mới đi học Phật giáo, học ở bên Thái Lan. Thì chương trình học thì gồm thuần là Phật học, nhưng đó là nhân duyên rất tốt để cho Long Quang có thể tiếp xúc với những cái truyền thống Nam truyền, tức là Phật giáo Nam truyền, Nam tông, hay là mình gọi là tiểu thừa hay Nam tông đó. Thì đó là những
cái nhân duyên rất tốt để mình gặp những vị thầy chuyên nghiên cứu và chuyên thực hành, thực tập về thiền Vipassana. Và cũng là cái nhờ cái nhân duyên đó mình mới biết căn bản về thiền, về phép quán niệm hơi thở, quán niệm tứ niệm xứ, rồi thiền Vipassana và các thiền căn bản. Nhờ cái trong mấy năm học như vậy và mình có thực hành thiền và tham gia những khóa tu thiền, mình cảm thấy là gì, bản thân mình phát triển hơn, cái tâm của mình, cái định của mình nó tốt hơn. Và nhờ thiền, cuộc sống của mình trở nên có những mình đạt được những cái giây phút an lạc rất là tốt. Thế chính là nhờ cái những vị thầy rất là nghiêm trì giới luật ở bên Nam truyền, và các vị thầy chỉ dạy cho mình cái phép ngồi thiền, cái cách ngồi thiền và tham dự các khóa thiền, đó là cái kinh nghiệm mình đúc rút. Sau 4 năm học bên Thái xong thì hôm qua trở về trong trụ xứ để phụng sự, để làm, để phụng sự vì mình còn tuổi còn trẻ. Nên là mình thực ra khi vào nhà Phật với lại là được vị thầy bổn sư là một người có tâm nguyện lớn và có cái tư tưởng là gì? Hóa Sa Bà thế giới vì nhân gian tịnh độ, có nghĩa là biến nơi đây thành tịnh độ, và còn trẻ là còn phụng sự để gì, với tinh thần là Bồ Tát. Mình được tiếp xúc với hai truyền thống là Bắc truyền và Nam truyền. Mình bản thân mình thì vẫn lấy thiền là căn bản, mỗi ngày cố gắng ngồi thiền nếu mà ít nhất thì 30 phút, nhiều thì mình có thể ngồi nhiều hơn 1 tiếng hoặc 1 tiếng rưỡi sáng tối. Thì khi mà mình thực hành như vậy thì thấy đời sống mình đơn giản hơn và tâm mình tĩnh lặng hơn trước những sóng gió của cuộc đời. Thực ra đi tu thì cũng có những nhiều sóng gió của việc đi tu. Nhưng mà khi mà mình được tiếp xúc với Tam Bảo, mình rèn luyện được 3 gốc thì mình thấy là bản thân mình tăng trưởng hơn về trí tuệ, đạo đức và nghị lực và thực hành trong giới pháp của nhà Phật. Đó là 3 gốc bên trong vòng tròn thứ nhất trong 4 vòng tròn đào tạo mình được phát triển. Nhưng những cái vòng tròn bên ngoài, vòng tròn số 2 là vòng tròn tính cách, thì mình tự nhận thấy mình người nội tâm. Nếu mà theo EISC thì mình thường thuộc tuyếp là chữ S, hướng về nội tâm nhiều hơn. Và đến vòng tròn thứ 3 và thứ 4 thì có thể là đó là thứ 3 thì mình có thể đang còn phải trau dồi nhiều. Trong chùa thì mình không có cái điều kiện học những cái như là kỹ năng marketing, hay là kỹ năng về những cái kỹ năng mềm, hay kỹ năng làm máy tính, hay là kỹ năng về những kỹ năng căn bản bên ngoài như các bạn sinh viên được học. Mình tự trau dồi những cái điều đó và có thể là lên mạng học, hay là có nhân duyên đó là ngoại ngữ thì mình được ra nữa, sang bên Thái học và cũng học được ngoại ngữ đó để căn bản để mình có thể giao tiếp, mình có thể đọc sách và có thể phát huy phát triển, và mình có thể nghiên cứu thêm về Phật pháp sâu hơn. Nhưng mà đó cũng là nhân duyên, chỉ đến khi năm 2019. Thực ra trước đó thì thầy Quân đã về chùa để giảng dạy một khóa 2 ngày 1 đêm, nhưng mà lúc đó khi nhân duyên chưa có ngay bên cạnh đó, nhưng mình chưa học được, chưa tham gia lớp của thầy. Đến năm mãi năm 2019 thì bắt đầu mới đăng ký học lớp chánh kiến 1 của thầy và tổ chức ở trường chính trị chỗ Tô Hiệu ở Hải Phòng. Thì lúc đó thì mình mới học và mình thấy rằng thầy Quân có một cái cách học hiểu sâu văn tư tu, ứng dụng cái đạo pháp và đưa vào trong cuộc đời rất là đơn giản, rất là hiệu quả, mà tầng lớp nào cũng có thể nghe được, cũng có thể hiểu được và có thể thực hành được. Đó là cái điều mà mình mong muốn và tìm kiếm bấy lâu nay. Bởi vì khi xuất gia thì tâm nguyện của mình là mong muốn để lan tỏa cái giá trị của Phật pháp đến với tất cả mọi người. Đó. Nên là mình đang loay hoay tìm cách. Thực ra thì có cái tư tưởng, cái lý tưởng để sống như là ở chùa hay nói là phụng sự chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật. Đó. Nhưng mà mình vẫn chưa tìm ra được cái phương tiện, cái cách. Thì chỉ đến khi gặp thầy Quân và thầy cũng nói là mình phải đúc rút lại cuộc đời, đúc kết lại cuộc sống của mình để mình xem mình làm chỗ nào chưa tốt và cái mục đích của mình là gì để mình tiến triển hơn. Thì khi đó thì mình mới nhận rõ ra được cái mục đích sống của mình. Sau đó thì tất nhiên là chùa thì năm nào khoảng 6-7 năm rồi vẫn tổ chức các khóa tu mùa hè cho các em. Nhưng mà thường là các em học sinh
với nhiều độ tuổi khác nhau nên là cái chương trình dạy nó chưa được phù hợp. Đến năm nay, 1-2 năm nay thì sau khi học cái lớp Chánh kiến 2019 đến 2020 thì mình tham gia cái lớp đầu tiên của thầy Quân nhân sự kế thừa, và cũng tham gia cũng học cách thầy giảng dạy, cách thầy chia sẻ, mình cố gắng trau dồi nỗ lực và học cái tinh thần là phân tích, quan sát, phân tích, đúc kết đó để mình đúc kết lại, và mình cố gắng đưa cái chương trình, cái lời Phật dạy và kết hợp với những cái cách thức dạy của thầy Quân rất là phù hợp, đang soạn bài để cố gắng đưa cái chương trình, đưa những cái giáo lý nhà Phật đến với các bạn sinh viên. Và với tâm nguyện sau này cố gắng sẽ tổ chức được khóa tu 3 ngày dành riêng cho sinh viên để chia sẻ những cái giáo lý đó, chia sẻ những cái giáo lý căn bản về nhân quả, về tứ diệu đế, về bát chánh đạo đến cho tất cả các bạn sinh viên, để các bạn sinh viên có một cái sợi chỉ đỏ, có một sợi chỉ đỏ trong cuộc sống, có một con đường đúng đắn đi theo bát chánh đạo, và có một cái nhìn đúng về lý nhân quả và thực hành đúng về nhân quả. Đó là cái tâm nguyện của bản thân Long Quang, và cũng nhờ thầy Quân đã đánh thức được cái mong muốn của mình, đã chỉ cho mình cách để mình có thể gì truyền đạt đến cho sinh viên phù hợp. Và đó cũng chính là cái lý do, cái nhân duyên mà mình tham dự cái lớp học của Tuổi Trẻ Đam Mê Và Khát Vọng này, để xem rằng các bạn học như thế nào, mình tham khảo và sau này có thể truyền tải cho các bạn sinh viên. Mình sẽ còn phải học hỏi nhiều bên ban tổ chức của BKE để có thể tổ chức được, nhưng mà khi mình tổ chức khóa tu 3 ngày thì sẽ cố gắng lồng vào chương trình thiền, có thể là 3 ngày thì cũng thiền sâu hơn và tu như vậy. Thì đó là cái tâm nguyện và cái khát vọng của bản thân Long Quang, và mong muốn đưa đạo Phật vào cuộc đời, đưa đạo Phật, giá trị đạo Phật đến cho tất cả các bạn sinh viên, để các bạn có thể sống đúng theo nhân quả, các bạn có thể sống tốt đời, đẹp đạo, phụng sự, phụng hiến theo đúng giáo lý mà Đức Phật đã chỉ dạy. Thì xin có một đoạn đúc kết về cuộc đời mình như vậy, mong mọi người cùng góp ý và chia sẻ.